những người đã đứng trên trung tâm họ đã vượt qua những khó khăn quen thuộc công thuộc quang hải và đó đây là trận đấu đầu tiên ở trận đấu với đội tuyển Jordani thì khi đang có sự hứng phấn cao, thậm chí Công Phượng còn đi tìm vận may cho thậm chí Công Phượng đã làm nên điều kỳ diệu. Đó là khi chúng ta có trận thắng rất hay và người hỗ trợ là Huy Hùng. Việc phòng ngự chúng ta là rất quan trọng trong trận đấu hôm nay với 6/7 bàn thắng. Mời tuyển Nhật Bản được tài giải ngay đến từ những tình huống mà họ xuất hiện trong khu vực 16m50. Một bộ môn rất thú vị giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Moon Hyo-su, người đã được đối đầu với nhau tại Asia. Ở đây cũng là trận đấu rất thú vị giữa hai đội bóng đã cùng vượt qua vòng đấu bảng nhờ chỉ số phạt lợi. Yeah!
thắng dần lên dẫn trước với tình huống ghi bàn của trung vệ Maya Yoshida. Thế mạnh của đội tuyển Nhật Bản đã được họ phát huy, và có vẻ như là trong tình huống rồi thì các cầu thủ của chúng ta đã không thật sự quyết liệt khi áp sát đối phương. Vẫn là một lối chơi thực sự